JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy sẽ tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube nha, JK Audio Minh Số ạ. Hôm nay bên em sẽ đập hộp với âm ly Jaguar Suzang KMS 1604 DFP ạ, bằng dòng công nghệ mới. Hôm nay em sẽ mở nội thất nó ra bằng nguyên hộp đi ạ. Vâng, tem nhựa này các bác nhá, tem nhựa này máy ạ, đặc biệt dòng combi xịn chuẩn thì mới có cái tem nhựa này. Vâng, ở trên thân cái âm ly này cũng có đấy ạ. Vâng, và tem chống hàng giả đấy ạ. Còn phía bên trong thì cái hộp đấy ạ, có catalog đi kèm đấy ạ, KMS 1604 DFP 4 kênh catalog đấy ạ. Vâng, bên trong này cũng có một cái mẫu của tem này để có thể check mã code bằng điện thoại này, rất là chuẩn cho các bác. Đây là phía bảo hành này của nhà máy này, sản nhập khẩu đấy ạ, phố tại Việt Nam. Vâng, nó đi kèm hai cái tai. Vâng, và hai cái xốp chạm cánh đầu rất là dày nhỉ. Vâng, em sẽ mở nội thất cái âm ly này ra cho các bác nha, cho quý vị và các bạn trải nghiệm nhé. Vâng, đây các bác nhé, sau khi bên em đã giới thiệu đập hộp cái âm ly Jaguar Suzang KMS 1604 ạ. Vâng, còn đây là bên em đã bỏ sẵn ra đây ạ, đập hộp luôn ạ. Đây là nắp phía trên này, em mở riêng ra. Còn đây là phía trong nội thất. Đây ạ. Biết đây là dòng công nghệ mới, dùng công nghệ Class D, dùng bằng những cái mạch dán rất là hiện đại và cho chất âm rất là sạch, và đặc biệt là chất tiếng cái công suất rất là căng và tròn, cho cái chất âm cực kỳ là chuẩn. Và đây là cục nguồn rất là to đấy ạ, là nguồn này, là tem QC, mà sau khi nhà máy nó kiểm tra chất lượng đạt chuẩn thì có dần tán tem QC. Rồi các bác nhìn những cái dây người ta đi rất là gọn, nó không bị rối. Đây, rất là chi tiết đấy ạ. Có những cái bảng mạch nó có những cái logo của Jaguar đấy ạ. Rồi những cái chi tiết nhỏ nhất đều có hết ạ. Đây, mã là KMS đấy ạ, 1604. 1604 đấy ạ. DFP. Thông số kỹ thuật rất là đầy đủ. Đây là cận cảnh đấy ạ, cho các bác trải nghiệm luôn. Đây, phía sau đấy ạ. Đây cũng là tên này, KMS 1604 DFP Jaguar Suzang đấy ạ. Các bác nhìn các bảng mạch này các bác sẽ biết ngay. Đây, quay từ phía sau lên đây. Nhìn đặc biệt rất là chất. Vâng, đây là thông số kỹ thuật đấy ạ. Vâng, model này KMS 1604 DFP này, công suất của nó là 2200W cho 4 kênh. Vâng, chạy điện 220V, Made in Korea chuẩn luôn ạ. Đây, Suzang. Em quay từ phía trên xuống đấy ạ. 4 tụ rất là to đấy ạ. Đặc biệt là cái dòng này được tích hợp công nghệ Class D mới, vì thế mà nó được làm mát rất tốt bằng những cái mạch dán, nó không như các cái dòng đời trước rất là nóng. Em quay phía dưới cái cảnh âm nhiệt đấy ạ.
kỳ mê luôn. Vâng, đây em sẽ đo cho các bác đây, cục nguồn của nó này, 15 phân. Rộng 15 phân, cực kỳ to luôn ạ. Vâng, chiều cao của nó là chắc là 10 phân đấy ạ. Người em đo ở đây, quay chi tiết cho các bác. Đây, khó đo quá, mỗi mình em nhân viên nghỉ rồi. Nó vào 10 phân đấy ạ. Đây, khó quá. Chiều cao nó 10 phân các bác nhé, chuẩn 10 phân. Mà chiều rộng vòng tròn này 15 phân. Đúng 15 phân đấy ạ. Cũng nguồn khá là to, rất chắc chắn. Này em đi bán đồng cũng được 5 cân đấy ạ. Còn các bác nhìn ra được cái sơn. Sơn rất lì. Rất lì. Chúng nhìn nó rất là khôn, sắc nét. Mọi ai cũng nhìn được cái nó rất đủ. Thì em đi ra vua một sọc vốn này các bạn, rất là ít. Bạn nào xem được video của kênh YouTube Zika Audio Minh Số thật sự là vinh dự đấy ạ. Vâng, tháo ra là mất bảo hành đấy ạ. Vâng, bên em đã phải hy sinh một con để bổ phát cho các bác chứng ngưỡng.